Một mẫu xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Toyota sẽ được em Trâm giới thiệu trong ngày mùng 9 Tết. Mời các bác cùng chú ý đón xem chiếc xe này nhá. Mẫu xe Toyota Jay sản xuất năm 2005. Máy 1.8 thôi. Đặc biệt là chiếc xe rất là to cao và rộng rãi. 8 chỗ các bác nhá, 8 chỗ ngồi luôn. Đây, số sàn. Xe thì cũng đã lên rất là nhiều đồ. Đấy, thì các bác có thể nhìn thấy đây. Đã lắp thêm một số những cái đồ chơi xung quanh phần khu vực nội thất. 2005 các bác nhá. Chứ không phải là 2002 này, 3 này, 4 đâu. Đời rất là cao của dòng xe dây. Gương kính của xe được điều chỉnh hoàn toàn là điện rồi. Xe 8 chỗ ngồi với khoang đằng sau rất là rộng. Khoang sau rất là rộng luôn này. Ghế đằng sau mình có thể là hạ xuống, mình có thể nâng lên như này nhá. Nâng lên hạ xuống bình thường, rất đơn giản thôi. Và ghế này cũng vậy, ghế này mình cũng có thể là nâng lên hạ xuống và có thể tháo hẳn ra. Thiết kế với khoang rất rất là rộng rãi. Động cơ của chiếc xe là máy 1.8 cho nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe này rất là hấp dẫn luôn. Chỉ dao động tầm khoảng 8 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Nếu các bác đi đường trường thì chiếc xe này chỉ tầm khoảng 7 lít thôi. Tầm khoảng 7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Rất hấp dẫn về nhiên liệu đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó là một trong những cái dòng rất là lành, rất là bền và chạy rất là chắc, rất là đầm. Sơ qua phần nội thất cho các bác nhìn mình ngắm đây ạ. Về phần hình thức từ bên ngoài cho đến bên trong, đối với cái mẫu xe này các bác nhìn mình yên tâm nhé. Xe với phần nội ngoại thất rất là đẹp, rất là tươi. Đặc biệt thì cái giá thành của chiếc xe này rất là hấp dẫn luôn. Cực kỳ hấp dẫn cho với mẫu xe này. Xe keo chỉ vẫn còn, thân vỏ các bác gõ xung quanh lúc nào cũng là kêu loang quang như thế này. Đấy, keo chỉ còn nguyên cả xe luôn các bác nhá. Nó xung quanh bất cứ chỗ nào cũng sẽ kêu loang quang như thế này luôn này. Đấy, thân vỏ rất là đẹp luôn. Đăng kiểm của xe đến tháng 6 năm 2021 nhá. Đăng kiểm của tương đối là dài. Đấy, biển 29 tên tư nhân. Biển Hà Nội đấy ạ. Với nước sơn là màu xanh dưa, một cái màu đặc trưng của dòng xe Toyota Jay này đúng không ạ? Các bác có nhu cầu mua, bán hoặc là trao đổi xe thì mời các bác qua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng bên em nhé. Nếu các bác mình ở quanh Hải Dương, còn nếu các bác ở xa thì các bác có thể là cọc tiền, bên em giao xe tận nơi cho các bác, hoặc là các bác cọc tiền đến hết dịch rồi các bác qua lấy cũng được. Hoặc là các bác qua khu vực đường 5 nhé, em có thể là giao xe ra chỗ đường 5 cho các bác xem được. Đấy, cửa em đóng cho các bác mình nghe đúng không ạ? Đấy, thân vỏ xe rất là đẹp luôn, rất là căng. Và phía đằng sau thì các bác có thể nhìn thấy là chủ xe trước cũng đã lắp thêm một cái cán này đúng không ạ? Có gạt mưa này, có cả gương chiếu hậu đằng sau này. Đấy, có vè mưa, rồi có cả bậc bệ lên xuống. Đấy, chiếc xe được lên rất là nhiều đồ. Một dàn lốp của xe này vẫn còn tương đối là dày. Với chiếc xe này thì các bác yên tâm là xe không có lỗi. Keo chỉ của xe là vẫn còn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn. Và ngập nước cũng không luôn các bác nhá. Đối với mẫu xe này và tất cả những mẫu xe khác của bên em cũng vậy. Đấy, đã cho kiểm tra tương đối là kỹ rồi. Các bác mua về thì các bác yên tâm thôi. Và chỉ việc đổ xăng là chạy đối với cái mẫu xe này thôi nhá. Không phải làm gì nữa đâu ạ. Sạch sẽ gọn gàng từ trong cho ra ngoài rồi. Kể cả như là về máy móc, rồi số, rồi gầm, rồi những cái vấn đề trợ lái này, rồi phanh này, tất cả mọi thứ của xe hiện tại đang còn rất ok các bác nhá. Kính của xe thì cũng được bọc dán rồi. Các bác mua về đi luôn thôi. Đồ chơi thì cũng đã lên sẵn rồi nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đây là phần thân vỏ bên ngoài của mẫu xe Toyota Jay này. Để em có thể gõ cho các bác xem này. Cho các bác nghe này. Đấy. Đấy, thân vỏ. Thân vỏ xe còn rất là tốt. Còn rất là đều nhá. Không bị bám ma tít cho nên là thân vỏ xe nó còn rất là đẹp. Đấy, form mới rồi. Form mới thì cái phần đầu ở trên nó hơi khác một chút so với lại những cái đời 2001 này 2 đúng không ạ? Đấy, trước này thì chưa có năng đúc. Và nếu các bác mình muốn lắp thêm một bộ năng đúc thì cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ tầm khoảng 3 triệu đến 4 triệu là mình có thể lắp được một bộ năng đúc rồi. Đấy, kính đằng trước của xe là cũng đã được dán rồi các bác nhá. Nhìn vào trong rất là khó nhưng mà nhìn ra bên ngoài thì lại dễ.
chủ trước rất là chịu đầu tư vào chiếc xe. Đấy, cho nên là các bác mình mua về thì được lợi rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Đèn pha rất là sáng. Tiếp sẽ quay máy và quay gầm, quay nội thất cho các bác xem nhé. Các bác cứ xem phần bên ngoài trước đi ạ. Đấy, sơn si sạch sẽ gọn gàng, rất là bóng bẩy, đúng không ạ? Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Một số những cái vị trí như cái vị trí rìa ở trên này thì cũng đã được dán mạ chrome, nhìn rất là sáng, đúng không ạ? Tăng độ đẹp, tăng độ thẩm mỹ cho chiếc xe. Đấy, quay kỹ phần bên ngoài cho các bác xem nhé. Các bác anh liên hệ cho bên em theo hai số để được tư vấn về xe. Theo hai số là số 093 8586307 và 0389000555, hai số chính các bác nhá. Kết nối Zalo theo hai số đó nữa để được biết thêm, để được xem thêm hình. Và các bác hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi, đăng ký theo dõi để được nhận được những video mới nhất bên em đăng lên nhá. Mời các bác xem phần bên ngoài của chiếc xe này ạ. Đây camera lùi đây, có cam lùi đồng hồ. Ở phần bên ngoài của xe thì em cũng chuẩn bị quay xong rồi. Bây giờ sẽ quay phần bên trong cho các bác mình ngắm. Các bác cùng theo dõi tầm khoảng hơn 10 phút đồng hồ nhé. Hơn 10 phút đồng hồ thì các bác sẽ được biết chi tiết về mẫu xe này. Còn rất là nhiều xe chưa đăng, chưa quay lên. Thì các bác cứ theo dõi nhiệt tình nhé. Cứ đăng ký theo dõi, đúng chân mua nào thì các bác nhà mình xem kỹ vào lô cho bên em. Đợt này bên em sẽ để cho các bác với giá rất hấp dẫn và rất là hợp lý luôn. Các bác biết thì bây giờ đang trong đợt dịch, đúng không ạ? Đang trong đợt dịch mà cũng là đợt đầu xuân, cho nên là bên em giá rất là hợp lý, các bác có thể tham khảo. Tất nhiên thì nó cũng phải là hợp lý so với chất lượng. Đấy, đúng không ạ? Hợp lý so với chất lượng chứ không phải là cao quá. Rồi, em quay sơ qua phần nội thất là như vậy. Bây giờ em sẽ quay chi tiết nhé. Bắt đầu thì sẽ quay cái cánh đằng trên của bên lái này. Đây các bác xem nhé, mép cánh cửa này, keo chỉ nó vẫn còn đây. Đây, tắp ni phông, gương kính của xe. Đây, kính của xe được đặt ở vị trí này và gương ở đây nhé. Đây các bác thấy này, nhìn ra bên ngoài rất là trong nhưng mà nhìn vào bên trong thì lại rất là khó. Đây các bác xem này. Một bộ ghế da màu xám còn rất đẹp, mà da này là da loại da tốt nhá, chứ không phải là da bình thường đâu ạ. Bên em bọc da nhiều, bên em biết rất là rõ về chất liệu da. Đây vô lăng này, vô lăng rất là đẹp và củ số cũng vậy. Đây có thấy củ số của xe này, gai nó vẫn còn lỗi này, đúng không ạ? Điều hòa sử dụng tốt hai chiều, nóng lạnh và hai dàn luôn nhá. Hai dàn vẫn sử dụng tốt. Ở trên đây thì có cái tấm để chống nóng này. Đây, trần đẹp. Hai dàn độc lập các bác nhá, chứ không phải là hai dàn chung đâu, mà nó là hai dàn độc lập riêng biệt luôn. Sàn của xe cũng đã được có một cái lớp da rồi, và lớp da xịn luôn. Đấy, lớp da ở dưới là lớp da xịn luôn nha các bác nhá. Và được thêm một cái bộ thảm lót cao su trên. Tất cả bốn cánh cửa mở đóng rất là nhẹ nhàng. Đây, mép cửa đấy ạ, các bác xem này. Với giá thì rất là hấp dẫn luôn. Em sẽ ghim giá ở tiêu đề để các bác nhà mình tiện xem và tiện theo dõi nhá. Đấy, cái này thì em chưa dán rồi, em cho tí keo vào đây là nó sẽ khít đây. Đấy. Vị trí này là được bọc da xịn nhá, trong là lỉ và bên ngoài là da xịn. Kích nốt của xe đầy đủ và được đặt ở vị trí này các bác nhá. Nốt dự phòng của xe thì để dưới gầm.
Các bác cùng theo dõi đón xem chi tiết hết video để được biết tình trạng của chiếc xe này. Khoảng cách giữa hai cái hàng ghế với nhau rất là rộng nhá. Mình ngồi nó không bị kích đầu gối. Không bị kích đầu gối đâu ạ. Nội thất của xe rất là sạch sẽ, thơm tho. Vẫn còn thơm cái mùi, không biết là cái mùi này là mùi, em không đoán là ra là cái mùi gì nữa, nhưng mà mùi rất là thơm. Đây, khoang nội thất của xe rất là rộng luôn này. Đấy, cực rộng luôn nhá. Mình có thể là hạ ghế xuống để chở người, và mình có thể là nâng lên như này để chở hàng, và chở được rất nhiều hàng luôn. Đây, da này, da đẹp nhá. Đấy, sàn da dưới là da đẹp luôn đấy ạ. Đấy, khu vực phía đằng sau. Cốp mở ra rất là rộng. Rồi, tiếp tục sang bên đây ạ. Tiếp tục bên đây nhá. Đây, loa được trang bị ở 4 cánh, nghe rất là hay. Đây, lòng trong này, rất là bóng đẹp luôn nhỉ. Đấy. Đấy, quay từ từ, quay chậm để các bác ngắm làm sao chi tiết của chiếc xe này nhá. Xe trang bị có khóa khiển nhá. Có khóa khiển đàng hoàng rồi. Tiếp theo. Các bác thấy thì chiếc xe nào cũng vậy, em quay rất là kỹ, rất là chi tiết và đầy đủ đúng không ạ? Đây. Bất cứ một chiếc xe nào, tuy rằng ít tiền hay nhiều tiền thì cũng đều quay chi tiết cho các bác ngắm nhé. À, vị trí này là vị trí hộp đồ này. Đây là hộp đồ nữa nhé. Xe rất là sạch sẽ, gọn gàng luôn. Tím có thể lổ máy lên luôn cho các bác nghe nhé. À, cửa đóng chắc lịch này. Bây giờ thì sẽ đến phần gầm. Đây, cua lốp đây. Thân vỏ không mục mọt. Thân vỏ đẹp không mục mọt các bác nhé. Đây, gầm rất đẹp luôn này. Những chiếc xe mà ở trên Hà Nội thì các bác biết rồi, đúng không ạ? Nó sẽ khung vỏ nó sẽ luôn luôn nó sẽ đẹp. Thậm chí là han còn rất là hiếm thấy luôn. Không nói gì đến mục mọt các bác nhé. Chiếc xe đời hẳn 2005 luôn cơ mà, đúng không ạ? Dây thì đời 2005 là đời chót rồi, phải không ạ? Bây giờ là đến phần động cơ. Em nổ máy rồi nhá. Đấy, nghiêng chìa khóa phát đã nổ luôn rồi. Các bác thấy không ạ? Không nói nhiều, nghiêng chìa khóa thôi. Không cần phát thứ hai mà rất là dễ lổ nhá. Máy rất là dễ lổ luôn. Bây giờ em sẽ mở cabo ra cho các bác xem và nghe tiếng máy. Đây, máy đang nổ rồi đấy. Chiếc xe thiết kế với động cơ là 1.8 và máy thì được làm dọc các bác nhá. Máy được làm dọc như này. Đây, máy đang nổ rồi đấy ạ. Máy nổ rất là êm. Đây, chỉ có tiếng kim phun nó kêu thôi đúng không ạ? Chứ còn thì tất cả mọi thứ về động cơ không có một tiếng gì lạ cả. Đây, máy nổ rất êm luôn này. Rất là dễ nổ nhá. Máy khô khan sạch sẽ. Như vậy về chiếc xe Toyota Jay 2005 máy 1.8 này, em cũng đã quay và giới thiệu chi tiết đầy đủ gửi tới các bác rồi. Các bác đang có nhu cầu, đang tìm mua dòng xe này thì các bác hãy xem video và cân đối giá xem chiếc xe này có phù hợp cho các bác không nhá. Một chiếc xe cứng cáp, sạch sẽ, gọn gàng. Về các bác thì mình không phải đầu tư gì thêm nữa, chỉ việc chạy thôi. Đấy.
với cái giá rất là hợp lý phải chăng? Em sẽ bán với giá là trên 100 triệu nhá. Cụ thể thì các bác sẽ nhìn thấy tiêu đề. Đấy, và các bác hãy alo để chốt cho các bác cái giá yêu thương, một cái giá tốt nhất các bác nhá, trong cái đợt mùa dịch, mùa Covid này. Đấy. Và tôi toa dây thì em còn một chiếc nữa. Đấy, giá còn giá rẻ hơn các bác nhá. Đời 2004 giá rẻ hơn. Cũng là màu này luôn. Nhưng mà nhìn trong nội thất thì nó hơi khác một chút, còn bên ngoài nó sẽ là giống nhau. Còn đi bên trong nó hơi khác một chút nữa. Đấy, xe đang đặt ở khu vực phía sau kia các bác nhá. Đấy rồi, ok. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ. Các bác nhớ xem những cái video khác nữa của bên em nhé. Ok, cảm ơn.